mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Nguyên. Chủ đề này Nguyên làm hơi trễ so với nhiều bạn YouTuber một chút, và tại vì giữa tháng 8, tháng 9 là cái mùa quay trở lại trường đi học á, thì cái dạng video What's in my school bag này nó rất là hot, nhưng mà Nguyên muốn làm cái version phiên bản khác với mọi người một chút, là Nguyên muốn cho mọi người thấy cái cặp của Nguyên sau vài ba tháng Nguyên đã đi học rồi. Tại vì Nguyên nghĩ là mình không có thể nào lúc nào cũng gọn gàng và ngăn nắp giống như lúc đầu mình mới bước vào trường được. Tại vì lúc đầu mọi người lúc nào cũng hào hứng, một năm học mới, mọi thứ đều mới mẻ, gọn gàng, ngăn nắp. Nhưng mà đây là cái phiên bản hơi thiết thực của Nguyên, để cho mọi người thấy cái cặp của Nguyên sau vài ba tháng sử dụng nó có gọn gàng như lúc đầu hay không. Ok, Nguyên mua cái cặp này từ tháng 8, là bắt đầu mùa năm học này. Nguyên mua của hãng Marc Jacobs. Cái lý do Nguyên thích cái cặp này là tại vì nó khá bự và tiện lợi để Nguyên có thể bỏ nhiều đồ vô khi mà đi học á. Thì cái đầu tiên chắc chắn bự nhất là laptop. Lúc nào cũng phải đem laptop đi học để ghi nốt nè, để làm bài, rồi khi mà rảnh thì lên YouTube coi đồ nữa. Cái thứ hai là một cái cuốn sách đi học của Nguyên. Đi học Nguyên ghét nhất là mua sách ở trong trường tại vì khá là mắc. Một cuốn như thế này là cỡ 80 mấy tới 100 đô, là gần 2 triệu một cuốn như thế này. Món thứ hai là một cái planner. Cái planner này là trường Nguyên phát cho Nguyên chứ không phải Nguyên mua. Thì mỗi lần vô năm học là trường sẽ phát cho một cái planner mới cho cái năm học đó. Nguyên thì không có thích cái dáng vẽ của cái planner này tại vì nhìn nó rất là nhàm chán. Mà mọi người biết con gái đi học thì người ta thích những cái gì nó dễ thương, nhìn nó bắt mắt một xíu. Nhưng mà cái lý do tại sao Nguyên xài cái planner này là tại vì nó có ghi những cái ngày cụ thể ở trường, giống như là ngày nào Nguyên sẽ thi, ngày nào Nguyên được nghỉ. Cái này là cái gì? Cái bản đồ ở trong trường Nguyên. Thì lý do tại sao Nguyên đem bản đồ này tại vì trường có nhiều cái bãi đậu xe khác nhau, thì có nhiều lớp với lại có nhiều công việc mà Nguyên phải vô một cái office, một cái lớp nào đó khác cái buổi hôm đó, thì cho nên Nguyên phải coi bản đồ coi cái chỗ nào đậu xe gần với lại cái lớp đó của Nguyên cho nó dễ để khỏi đi bộ. Tiếp theo là Nguyên mới mua mấy cái cuốn Green Book. Thì ở bên Mỹ, đặc biệt là trường đại học nào á, trong khi thi á thì người ta cũng cho cái đề ở trên bảng, rồi mình phải lấy Green Book là một cái cuốn tập dành riêng cho kỳ thi để mình ghi đáp án vô rồi nộp lên. Cái này là giấy tờ của Nguyên. Có luôn cái x-ray. Tại vì lúc mà mới vô trường á thì Nguyên phải kiểm tra sức khỏe nè, rồi đem giấy tờ tùy thân vô, rồi cả passport nữa, cho nên là mình phải đem vô để mình trình báo. Tiếp theo Nguyên có một cuốn tập đi học. Cái cuốn này Nguyên cũng mua tại trường luôn cho nó dễ, tại vì cái cuốn này nó có ba cái ngăn khác nhau đó. Thì mọi người thấy là nó có một cái lõm trong cái cặp giống trong cái cuốn sập tập giống như vậy nè, để giống như thầy cô phát giấy thì mình nhét vô, mình không có cần phải đem folder. Kế tiếp là Nguyên có hộp bút. Nguyên thích cái hộp này tại vì ba Nguyên mua cho Nguyên lúc mà ba Nguyên đi Pháp về, lúc mà Nguyên còn học ở trường ở Việt Nam á, thì mua cho Nguyên hộp bút này tại vì nó khá bự với lại nó đứng được á, mình để trên bàn thì nó đứng được. Mỗi lần Nguyên còn nhớ hồi cấp 3, mỗi lần đi học Nguyên muốn xài điện thoại, Nguyên chỉ để cái hộp bút như vậy. Nguyên tựa cái điện thoại Nguyên vô vậy thôi á, rồi mình xài, tại nó bự quá mà nó đâu có thấy cái điện thoại của mình đâu. Nguyên có rất là nhiều bút, với lại có một cái này Nguyên rất là thích. Đâu rồi? Nguyên giữ từ hồi cấp 3 tới bây giờ, là một cái món đồ mà bạn trai cũ Nguyên đã tặng. Cái này rất là dễ thương, mọi người có thấy không? Đó, nó có chữ Ivy với một cái hình trái tim nữa. Ivy là cái tên nickname của Nguyên. Bạn đó đã khắc tên bằng dao cái gì đó. Tiếp theo trong cặp của Nguyên là cái này là gì? Trời, trong cặp của Nguyên cũng biết nó là cái gì luôn. À, cái này là lúc mà Nguyên đi gym, đăng ký đi gym á, thì lúc
mới đăng ký thì người ta sẽ tặng cho cái hai cái bột protein để uống cho nó lên cơ đó, thì mình vẫn còn giữ ở đây chưa uống. Rồi cái này là cái Nguyên thích nhất trong cặp luôn. Cái make up bag của Nguyên, không có hẳn là make up tại vì Nguyên thường Nguyên sẽ make up tại nhà. Cái make up bag này Nguyên mua ở Sephora. Cái lý do Nguyên thích nó là tại vì nó là giả da, rồi nó có hình đốm báo trong đây nữa. Với lại một cái thứ nữa là cái móc khóa của nó là rose gold, rất là dễ thương. Thì trong đây cái mà Nguyên thấy đầu tiên á, đồ con gái. Đây thêm cái nữa. Thì bạn nào con gái thì coi cái này đúng rồi, nhưng mà nếu mà mấy bạn con trai á, tự nhiên đâu chui vô đây mà thấy mấy cái này thì đừng có mà dislike, đừng có comment bậy bạ vô ý tứ nha. Giấy thấm dầu. Tiếp theo là Nguyên có cây son bóng của Fenty Beauty, lip liner của Milani màu nude. Yes. Nó hơi bị cột rồi nên phải chắc tí nữa phải gọt. Rồi kế tiếp là Nguyên có cây son của Dior màu 643. Cái son này Nguyên tìm hơi bị kỷ lục luôn á, là đi đâu chỗ nào nó cũng không có hết. Cái màu rất là dễ thương, lên môi nó cũng bóng lắm, nó hồng đẹp lắm. Rồi tiếp theo là son dưỡng môi, để lúc nào môi cũng không có bị khô, mình phải dưỡng. Nhìn cái bịch ghê quá, nhưng mà giấy để sử dụng mỗi khi mình đi chỗ nào mình không có giấy á. Rồi kế tiếp là hand cream. Cái này là cái chai nhỏ nhất mà mình có thể tìm thấy trong siêu thị rồi, không có thể nào là nhỏ hơn nữa. Tiếp đến là một cái lip balm nữa. Tại sao mà nhiều dưỡng môi quá vậy? Cái này thì thơm cực kỳ luôn, cực kỳ thơm luôn, nhưng mà đánh lên môi thì nó không có mịn lắm. Kế tiếp Nguyên có gì đây? Ôi, giấy máy bay. Cái này là kem dưỡng ẩm của Claire's, trong cái gói nhỏ nhỏ. Mỗi lần mà mình đi máy bay mà đi đâu mà mình sáng vội quá mà quên kem dưỡng ẩm thì lúc nào Nguyên cũng có cái bịch này trong cặp hết. Làm Nguyên có một cái chai nước hoa nhỏ trong túi, Nguyên mua ở Bath & Body Works. Cái này là mùi biển. Mùi này rất là ngọt, gọi là mùi biển, nhưng mà Nguyên cảm thấy nó không có mặn, nó ngọt lắm. Cái tiếp là Nguyên có một cái cây son Tom Ford. Cây son này Nguyên khá là thích và sử dụng khá là thường xuyên. Cái son này là Revolve Around Me, cái cây mà Nguyên sorry cái cây mà Nguyên có nói trong một cái video favorite của Nguyên á, lúc nào Nguyên đem theo. Rồi xịt khử mùi, phải xịt khử mùi mà là xịt cho thơm miệng á. Rồi dầu gió xanh là châu Á và là người Việt Nam thì lúc nào cũng phải có dầu gió xanh trong túi hết, nhất là với người lúc nào cũng đau bụng như Nguyên. Sáng ra là đau bụng, thi là đau bụng. Rồi cuối cùng trong cái makeup bag của Nguyên là hand sanitizer, để cho khử trùng tay mỗi khi mình đi đau dơ, ăn cái gì xong muốn khử trùng, muốn tay thơm một xíu thì mình sử dụng cái này. Nguyên mua ở Bath & Body Works. Và cuối cùng trong cái ngăn bự của cặp Nguyên là cũng có chai nước đi học. Lúc nào cũng phải nhớ uống nước nha mấy bạn. Thứ đầu tiên Nguyên thấy trong cái ngăn bự nhất của Nguyên là chìa khóa. Thì mọi người thấy nó hơi bị rối rắm một chút, gái mà. Thì cái này Nguyên mua ở trường để mình có thể đeo vào cổ á. Tại vì cái này Nguyên một chùm mà mình cầm trong tay, lỡ mình mua đồ gì đó mà cầm thêm cái này nữa thì nó hơi bị bất tiện. Mình đi chi tiết vào từng cái gì mà nhiều như vậy em chắc mọi người suy nghĩ. Thì Nguyên có con Olaf, Nguyên đã nói thì Nguyên rất là thích Olaf cho nên là không có lấy làm lạ gì khi Nguyên có một con ở trong cái móc chìa khóa. Cái tiếp theo là pepper spray xịt hơi cay. Cần thiết có một cái pepper spray, Nguyên chưa bao giờ xịt cái này hết tại vì một là sợ uổng, hai là mình không có, chưa có đối tượng để xịt. Mọi người muốn không xịt thử? Mình không xịt được. Oh, trời, nó văng lên tường luôn kìa trời. Chết cha, dính lên tường. Rồi tiếp theo là có chìa khóa xe của Nguyên. Rồi cái thẻ đi gym, để mình đi đâu mình cà vô mình vô gym thôi. Với lại cái này chìa khóa nhà.
chìa khóa ra, rồi cái bông tua này Nguyên mua ở Forever 21. Thì lúc mình thấy nó còn đơn giản quá cho nên Nguyên mua cái màu mè này nhìn cho nó thú vị. Ok, tiếp theo trong cái ngăn bự này là receipt. Oh, cái này là receipt Nguyên đi ăn sushi. Bóp. Cái bóp này của Nguyên là được ba Nguyên tặng. Hiệu Montblanc là cái hiệu rất là classy, rất là phong lịch lãm cho mấy cái người mà kiểu doanh nhân đi làm á. Thì trong đây có bằng lái, thẻ tín dụng Việt Nam, thẻ Target để đi chợ, với cái này nữa. Ý, thích cái này nhất. Cái loyalty card là cái giống như là mình mua 10 ly trà sữa thì nó sẽ tặng cho mình một ly miễn phí. Nguyên uống nhiều tới nỗi mà mỗi tuần là Nguyên sẽ có một ly free, là tại vì uống nhiều quá cho nên người ta tặng một ly free luôn. Lúc nào cũng phải giữ cái này nha, mất cái này là chết. Với lại cái thẻ ID của trường. Tiếp theo trong ngăn này là cái gì? Oh, là hình thẻ. Cái hình này Nguyên chụp lúc mà Nguyên đi làm visa. Nguyên thấy cái hình thẻ là cái hình thẻ Nguyên đẹp nhất từ trước đến giờ cho nên là mình phải giữ một cái trong đây, lỡ có cần thì mình còn đưa ra đây. Tiền lẻ, tiền mặt. Tiền Việt Nam, thẻ mua sô cô la. Toàn đồ ăn không. Kế tiếp là gum. Cái này là mỗi khi vô trường người ta sẽ phát cho mình một cái bảng, giống như là không có nên uống rượu quá bao nhiêu đó ounce, bao nhiêu đó lít, tại vì uống bao nhiêu đó là say và không được lái xe. Một cục kẹo. Và cái này là Nguyên đi Thái, Nguyên đi Phật bốn mặt á, cho nên là người ta tặng cho một cái vòng, giống như vòng màu đỏ đeo tay cho nó may mắn. Lúc nào cũng trân trọng để trong cặp như thế này. Rồi cuối cùng cái ngăn nhỏ nhất, lúc mà đem hết cái đống này ra cặp nhẹ hẳn luôn. Thì Nguyên có cái tai nghe Bose để đi tập gym, tại vì tập gym thì không có thể nào đeo cái tai nghe dài thòng lòng được mà không tập được. Hai cái tai nghe nữa, một cái dành cho laptop và một cái dành cho điện thoại. Hết rồi. Ok thì đó là tất cả những gì có trong cặp đi học của Nguyên. Nếu mọi người thích video này thì đừng quên like. Và nếu bạn chưa là thành viên của channel này thì hãy subscribe vào channel của Nguyên nhé. Nút đăng ký nằm ở phía dưới. Nguyên trong tương lai sẽ làm một cái video Get Ready With Me và cộng với Q&A. Cho nên mọi người hãy đặt câu hỏi cho Nguyên về cuộc đời của Nguyên thôi nha, không phải make up. Tại vì make up Nguyên sẽ làm cái Q&A khác nữa. Nguyên cảm ơn mọi người rất nhiều và hẹn gặp lại mọi người trong video lần sau của Nguyên nha.